Xin chào mừng toàn thể các bác đã đến với kênh của Minh Vũ Audio. Tiếp tục cập bến ngày hôm nay là mẫu mic không dây hàng nội địa của Trung Quốc sản xuất. Dòng này thì trong thời gian trước Minh Vũ cũng có bán rồi. Chất âm của dòng này thì tiếng hát rất là hay, hát nó sạch sẽ, chi tiết, hay hơn những dòng mic dòng Beyer bỉ tím. Và đợt trước thì em về được hơn 20 bộ, nhưng bán hết rồi. Đợt này thì hàng nó về rất là hiếm. Đợt này cấm biên thì em về được có hơn chục bộ nữa thôi. Đấy, mic rất là đẹp nha mọi người nhé. Với cái mức giá 1.800.000 thì ở đây có một mẫu mic rất đáng để chơi các bác. Đây. Rất là đẹp nha mọi người nhé. Khi các bác mua thì em cũng tặng kèm luôn đầy đủ phụ kiện và chống năn. Đó. Có tự ngắt nha mọi người nhé. Mic này có tự ngắt, mic đời cao. Alo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cái tiếng của con này nó rất là sạch, nó có độ dày và độ sáng. Nếu như các bác ưa thích những cái dòng mic mà tiếng nó sạch sẽ thì chơi cái loại này nhá, hay hơn Beyer rất là nhiều. Dòng mic Beyer thì bên em cũng có vỉ xanh và vỉ tím, nhưng để so sánh được cái chất âm, nếu như để so sánh với cái chất âm thì nó không hay bằng cái dòng mic Kalit này đâu nhé. Tiếng của con Kalit này hay hơn rất là nhiều và rất là sạch sẽ. Như đây thì mình cũng đang ghép với lại con van số X8, loa là loa MOF 330. Đấy, các bác nghe tiếng khi mà quay một điện thoại chưa? Tiếng nó rất là hay, hay lắm. Mà giá chỉ có 1.800.000 thôi các bạn. Đây có tự ngắt, tự nhiếc đầy đủ nhé mọi người nhé. 1.800.000 đây. Cái khi các bác mua ấy thì đầy đủ phụ kiện và có cả cái chống năn này này. Đấy, về để rất là đẹp. Đây nhé mọi người nhé. Số điện thoại của em đây, các bác nào có nhu cầu muốn sở hữu cho mình một bộ mic hàng nội địa, hàng xịn của Trung Quốc. Đa số mic ở trên thị trường bây giờ các bác mua thì đều là của Trung Quốc hết. Nhưng Trung Quốc nó có rất là nhiều loại. Chúng ta mua hàng chất lượng thì hát nó rất là hay. Con này thì em cũng làm cái clip giới thiệu về nội thất cho mọi người xem vào những cái clip trước rồi. Về cái chất lượng thì những bác mua mic này của em rồi thì các bác sẽ biết được là cái dòng mic này nó rất là hay và cái giá nó cũng rất là rẻ. 1.800.000 các bác nhé. Anh em nào chuyển khoản thì em sẽ bao ship luôn. Mic rất là nặng, cầm đầm tay lắm, nặng lắm mọi người ạ. Anh em nào mà đi sâu chậu mà ví dụ như là bọn nào mà nó hát mà nó cứ đòi cầm mic nhiều mà nó không bo cho anh em thì cứ mic này mà phang thôi. Đầm tay lắm. Xin chào toàn thể các bác nha.